các bạn ơi, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu câu chuyện Cóc gọi trời mưa các bạn nhé. Đã lâu lắm rồi, trời cứ nắng mãi, không có lấy một giọt mưa. Cây ngô bắt đầu vàng úa, cây lúa bắt đầu vàng khô, gà, vịt nháo nhác tìm nước uống. Thì thế, cóc bèn lên trời. Cóc nổi trống, thùng, 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 và gọi to, ọc, ọc, ọc. Ôi, ông trời, mau mưa xuống. Nghe tiếng cóc gọi, ông trời dồn mây đen lại, cho mưa đổ xuống. Có nước, gà vịt tha hồ uống, lúa ngô trở lại tươi tốt. Từ đấy, hễ nghe có tiếng cóc kêu ọc, ọc, ọc là ông trời ra lệnh cho mây đen đổ mưa. Các bạn ơi, qua câu chuyện cóc gọi trời mưa, tớ đã biết thêm tiếng của bạn cóc kêu ọc, ọc, ọc là dấu hiệu của trời mưa đấy các bạn ạ. À, các bạn ơi, nếu các bạn thấy câu chuyện của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy ấn like, share và đăng ký cho mình với nhé. Xin chào tất cả các bạn.